Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn, các cô chú, các anh chị đã tới với lại kênh YouTube channel này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn thấy An hoặc là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh channel này á, thì An xin tự giới thiệu, hiện nay á, An đang sinh sống, học tập tại tiểu bang California. An là một người kế toán cũng như là một người làm thuế, nên là trong cái kênh YouTube này An sẽ chia sẻ với các bạn những cái vấn đề về cuộc sống Mỹ, ví dụ như thuế, là bảo hiểm sức khỏe, đầu tư, mua bán stock, cũng như là về cái tiền hỗ trợ thất nghiệp, gói hỗ trợ lần thứ 2, tấm stimulus check 1.200 lần thứ 2, cũng như là ăn uống vui chơi ở đâu, mua sắm ở đâu để có những cái deal tốt nhất. Nên bạn nào mà chưa có nhấn cái nút chuông màu đỏ phía dưới bên đây, nhớ nhấn vô để mà các bạn có thể là một trong số những người đầu tiên coi được những cái video khi mà em up lên kênh channel này nha. Và hiện nay hôm nay khi mà em chia sẻ cái video này với lại các bạn, nó đã là tháng 11 ngày 6 tây rồi, vào ngày thứ 6, tức là sau ngày bầu cử tổng thống 3 ngày, thì hiện nay có rất là nhiều câu chuyện nó diễn ra xung quanh cái đợt bầu cử này. Ở mỗi tiểu bang thì nó đều có những cái câu chuyện khác nhau, nhưng mà 5 tiểu bang hiện nay được nhiều người người ta chú ý nhất, và có rất là nhiều những cái câu chuyện xung quanh 5 tiểu bang này. Thứ nhất đó là Nevada, thứ hai là Arizona, thứ ba đó là Wisconsin, thứ tư là Pennsylvania, và thứ năm cũng như là cuối cùng là tiểu bang Georgia. Thì 5 tiểu bang này là 5 tiểu bang mà hầu như là người ta đồng ý, người ta chấp nhận cho cái việc mà ví dụ như những ai bỏ phiếu qua mail đó, thì những cái lá phiếu mà nó tới sau tháng 11 ngày 3 tây thì người ta vẫn đến trong cái vô cái tổng số này. Thì có rất là nhiều câu chuyện xảy ra ở những tiểu bang này, nên là em chia sẻ cho các bạn một vài những cái câu chuyện tiêu biểu để mà các bạn biết được cũng như là các bạn cập nhật được những cái tình hình đang xảy ra thôi nha. Thì cái câu chuyện mà mới vừa xảy ra nhất là đang ở tiểu bang Michigan. Thì tiểu bang Michigan á, từ trước tới giờ là tiểu bang lúc nào người ta cũng ủng hộ đảng Cộng Hòa hết. Nhưng mà đợt này sau khi mà kiểm phiếu á, thì những cái phiếu của những cái người dân mà trực tiếp lại bầu thì Tổng thống Donald Trump cũng như là đảng Cộng Hòa người ta thắng. Nhưng mà khi mà đếm thêm những cái phiếu mà người ta gửi mail tới sau những cái ngày bầu cử tổng thống đó, thì cuối cùng cái kết quả đã nghiêng về phía bên ông Joe Biden. Và ngày hôm qua thì có một cái người ở tiểu bang Michigan luôn, cái người này tên là Gary. Thì các bạn cũng biết á, là nếu như mà các bạn lại phòng phiếu, các bạn bầu thì nó sẽ có cái máy, các bạn bầu xong các bạn đưa vô cái máy thì cái máy nó sẽ có cái mắt, nó biết được là các bạn bầu ai và nó sẽ đến cái phiếu cho các bạn. Nhưng mà khi mà năm nay á, mình gửi mail, tức là mình bầu cử qua mail tới, thì những cái lá phiếu mà gửi qua bầu qua mail á, thì có những cái bàn tay của con người nhúng vô trong đó, nên á, là có rất là nhiều cái sự kiện xảy ra. Và cái người tên Gary này á, ông này là một người ủng hộ màu đỏ, tức là ủng hộ tổng thống Donald Trump. Thì ổng là một trong số những cái người được phép đứng ra để mà giống như khi mà người ta kiểm phiếu á, thì màu xanh cũng có những người bên đảng Dân Chủ và cũng có những người bên đảng Cộng Hòa, người ta được đứng để mà người ta coi cái quá trình kiểm phiếu để coi có đúng hay không. Thì ông này ổng có chia sẻ đó, là cái giờ làm việc của ổng á, là từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng. Và ở cái khu vực mà đếm phiếu mà ổng đứng ổng quan sát á, thì có 100 bàn đếm phiếu. Và khi mà 5 giờ sáng, lúc mà 5 giờ sáng ổng về á, thì trước khi ổng về ổng thấy á, tức là mỗi cái bàn đếm phiếu, mỗi cái người á, người ta cũng chỉ đếm được có mấy trăm lá phiếu thôi đó. Nhưng mà ổng kể là sau khi mà 5 giờ là hết cái ca làm việc của ổng thì ổng phải đi về nhà. Và khi mà ổng đang chạy đi về nhà đó, thì ổng bật cái đài radio lên. Và khi mà ổng bật cái đài radio lên á, thì ổng rất là bất ngờ luôn, là cái khu vực mà ổng vừa mới rời khỏi, cái khu vực đếm phiếu, cái county, cái quận hạt mà ổng vừa mới rời khỏi á, trong vòng chưa đầy một tiếng khi mà ổng rời khỏi cái khu vực đó thôi, là cái khu vực mà cái quận hạt đó người ta đã đếm được thêm 50.000 lá phiếu. Các bạn thấy không, chỉ trong 100 bàn đếm phiếu là có 100 người, 50.000 lá phiếu
chia cho 100 người, tức là mỗi người người ta đếm được 5.000 lá phiếu trong cái thời điểm mà chưa đầy một tiếng đó. Nên ổng rất là thắc mắc là tại sao á, lúc mà ổng ở đó cái những cái lá phiếu đếm á, không có nhiều như vậy, tại sao ổng vừa mới rời khỏi chưa đầy một tiếng đồng hồ thì 50.000 lá phiếu này tại sao nó lại được đếm. Và trong 50.000 lá phiếu này á, thì có 48.000 lá phiếu nghiêng về phía bên ông Joe Biden, chỉ có 2%, tức là chỉ có khoảng cỡ 2.000 lá phiếu là của tổng thống Donald Trump thôi. Thì ổng rất là thắc mắc về cái câu chuyện này, ổng hỏi là 50.000 lá phiếu này ở đâu và chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ tại sao 100 cái bàn đếm phiếu này người ta có thể đếm được 50.000 lá phiếu nhanh như vậy, tại sao không đếm lúc mà ổng đang ở đó mà ổng vừa mới rời khỏi thì người ta lại đếm được tới 50.000 lá phiếu. Thì đây là một trong số những cái câu chuyện mà được chia sẻ rất là rầm rộ ngày hôm qua ở tiểu bang Michigan. Và không, tiểu bang Michigan thì nó có nhiều cái quận hạt khác nhau. Cái câu chuyện của cái ông này kể chỉ là một câu chuyện ở một cái quận hạt thôi, còn những cái người dân ở những cái quận hạt khác người ta cũng đã có rất là nhiều cái câu chuyện người ta chia sẻ cho báo chí trong cái ngày bầu cử. Tức là có nhiều người người ta lại người ta ở cái chỗ cái ở cái địa điểm bỏ phiếu á nguyên một ngày luôn, và người ta chứng kiến được á là có rất là nhiều những cái bao đựng những cái lá phiếu bị mang ra ngoài giục đi. Thì người ta không biết là những cái mà giục đi tại sao lại bị giục đi, những cái giục đi là bầu cho ai không ai biết được, nhưng mà người ta, những cái người dân người ta chứng kiến ở đó thì người ta thấy có rất là nhiều những cái bầu đã bị giục đi ở những cái chỗ kiểm phiếu vào thời điểm mà cái ngày bầu cử tổng thống. Cái chuyện tiếp theo nữa đó là chuyện ở tiểu bang Arizona. Thì ngày hôm qua cũng có một cái người phụ nữ ở tiểu bang Arizona nè, người ta đã đề đơn lên tòa án của tiểu bang Arizona để kiện một cái chỗ mà bỏ phiếu ở cái chỗ mà bà này sinh sống. Thì cái lý do đó là khi mà các bạn đi bỏ phiếu thì người ta cần đó là người ta cần dùng cái bút bi, bút mực á để mà mình tô. Thì cái chỗ mà bỏ phiếu này á nó không có cho dùng, nó khi mà mình tới á, thì người ta sẽ phát cái bút cho mình. Thì thay vì những năm trước á người ta phát cái loại bút bi thì năm nay người ta phát cái một cái loại bút khác, và cái bút này thì nó kêu là cái mực, đó là mực sapphire. Mà ai tới cái chỗ này bầu cử cũng được phát cái bút là mực sapphire chứ không phải là một bức bi giống như là trong cái giấy bầu cử. Thì khi mà bà này phải dùng cái bút mà những cái người ở chỗ đó người ta đưa cho bả, thì bả phát hiện ra là sau khi mà bả chọn, bả bầu cử xong rồi, lúc mà bả đưa lại cái máy á thì tại vì cái mực này là mực sapphire nên là cái máy này nó không có đọc được cái lá phiếu của bả, nên là nó đã từ chối cái lá phiếu của bả. Thì bả mới quay ra bả hỏi những cái người mà người ta làm việc ở cái chỗ bỏ phiếu bữa hôm đó, đó là có thể cho bả một cái tờ khác để mà bả làm lại đúng cái mực được hay không. Thì người ta đã từ chối và người ta không có cho bả làm lại, nên là bả đã trình đơn này lên trên tòa án của tiểu bang Arizona là bả đang muốn là những cái người nào mà bầu cử ở cái quận hạt đó, ở cái địa điểm bỏ phiếu ngày hôm đó mà dùng cái bút có màu mực sapphire và không được tính những cái lá phiếu đó thì cần cho người ta bỏ phiếu lại. Đó là ở tiểu bang Arizona. Còn tiểu bang Wisconsin thì cái câu chuyện này cũng em chia sẻ cho các bạn rất là nhiều rồi, và em tin chắc chắn là các bạn cũng đã đọc được rất là nhiều rồi, là ở tiểu bang Wisconsin số người mà đăng ký đi bỏ phiếu á thì chỉ có 3.129.000 người thôi, trong khi đó số phiếu bầu mà đến được là nó lên tới 3.170.000 phiếu, tức là hơn tới 40.000 phiếu. Không biết 40.000 phiếu này ở đâu ra, nên nó là cần ông Donald Trump cũng như là những người ủng hộ ông cũng muốn là đếm phiếu lại ở cái tiểu bang này. Hiện nay á, tiểu bang Pennsylvania và Georgia cũng câu chuyện nó cũng xảy ra thôi. Nếu mà đã gian lận, nếu mà đã không có gì không đúng ở một tiểu bang thì những cái tiểu bang nào mà tiếp tục cho mà gia hạn mà bầu cử qua mail á thì những cái câu chuyện này nó cũng sẽ xảy ra ở những cái tiểu bang khác thôi. Pennsylvania và Georgia cũng vậy. Những ngày trước đây thì tổng thống Donald Trump vẫn đang thắng, nhưng mà Pennsylvania và Georgia người ta quyết định là người ta kéo dài cái thời gian bầu cử ra, qua mail, nhận qua mail ra. Hôm nay mới là ngày cuối cùng, và sáng hôm nay thì
Georgia và Pennsylvania thì đảng cũng đã đổi từ màu đỏ qua màu xanh rồi, nên nó là vào ngày thứ ba tổng thống Donald Trump cũng đã có nói nếu như mà đếm những cái lá phiếu mà hợp lệ thì chắc chắn tổng thống sẽ thắng, còn nếu như mà có những cái lá phiếu mà không biết ở đâu ra, không rõ nguồn gốc thì chắc chắn 100% là bên đảng Dân Chủ và ông Joe Biden sẽ thắng thôi. Đó, đó là những cái điều mà tổng thống Donald Trump chia sẻ. Còn sự thật á, nói chung á, là những cái này là những cái câu chuyện của những cái người người ta trực tiếp lại, người ta bỏ phiếu trực tiếp ở cái quận hạt đó, người ta chứng kiến được. Còn người ta có bằng chứng nào không, rồi có kiện lên được Supreme Court, tức là tòa án tối cao phát biện hay không, vân vân, đó là còn là những cái câu chuyện mà rất là dài tiếp theo đây. Nhưng mà khi mà cái cuộc mà giống như là cái cuộc mà kiện cáo này mà nó còn xảy ra nhiều á, thì nếu như mà vẫn chưa có quyết định được ai là người chiến thắng trong cái đợt bầu cử này thì sẽ là bà Nancy Pelosi, là chủ tịch của Hạ viện đó, bà sẽ đứng ra, bà đảm nhiệm chức vị tổng thống đảng tạm thời trong thời gian mà kiện cáo giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump. Thì nói chung là cái video này em muốn chia sẻ với các bạn là những cái câu chuyện nó xảy ra xung quanh những cái đợt bầu cử này, những cái câu chuyện mà những cái người dân người ta biết được, người ta share, người ta kể lên báo chí, còn sự thật đằng sau đó là như thế nào mình cũng không biết được. Ví dụ như cái người mà ở Michigan, người ta nói là người ta thấy những cái bao dục phiếu đi, nhưng mà thật ra là phiếu dục đi là những cái lá phiếu như thế nào, nhiều khi đó là những lá phiếu không hợp lệ, hay là đó là những lá phiếu hợp lệ mà bị dục đi, mình cũng không biết, em cũng không biết, các bạn cũng không biết. Nhưng mà hiện nay á, dưới cái tình trạng mà rất là nhiều cái vấn đề xảy ra như thế này, thì em biết được á, là những cơ quan chức năng, những cơ quan điều tra giống như FBI, người ta cũng đã bắt đầu vào cuộc để mà người ta điều tra coi là sự thật có những cái việc này xảy ra không. Mà nếu như, em nói là nếu như thôi, mà có những cái sự việc giống như là những cái người dân người ta chia sẻ, đây sẽ là một cái cơn chấn động cho nước Mỹ. Tại vì đợt bầu cử này là một cái đợt bầu cử đã chấn động rồi, mà đằng sau đó còn có những cái câu chuyện mà khuất tất mà được đưa ra thì nó càng chấn động hơn nữa. Đó, đó là những cái mà em muốn chia sẻ và cập nhật cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Nếu mà các bạn thấy thích video á, thì các bạn hãy nhớ like cho em nha. Còn những bạn nào mà có những cái ý kiến trái chiều á, thì các bạn cũng có thể like cho em. Thì em là em muốn chia sẻ cho các bạn những câu chuyện để mà mình có được cái nhìn bao quát từ nhiều phía. Em cố gắng á, trong những cái video của em đứng chính giữa, không thích bên trái, cũng không có khác bên phải, không chọn màu xanh, cũng không chọn màu đỏ. Nhưng mà đây là những cái câu chuyện mà nó đang xảy ra, và mình là một người ở Mỹ, mình nên biết những cái câu chuyện này, để ví dụ như mình đang ngoài đường nói chuyện với ai đó, người ta nói mình còn biết là người ta đang nói cái gì đó. Cảm ơn các bạn đã coi và theo dõi cái video này của em nha. Bye bye.